Vào năm 1896, một phụ nữ tên là Julia Tuttle, thường được gọi là mẹ của Miami, đã thuyết phục nhà tài thuyệt đường sắt Henry Flagler mở rộng tuyến đường sắt Florida East Coast Highway của ông đến khu vực Miami. Điều này đánh dấu sự ra đời của Miami như một thành phố. Thành phố được thành lập vào ngày 28 tháng 7 năm 1896. Một đặc biệt rất là khuyến khích đi cái này là tại vì nếu mà mình đi bộ cả ngày thì nó rất là nóng. Cái này một cái cơ hội mà mình có thể mình được tìm hiểu hết nhiều thành nhiều cái địa điểm khác nơi của những cái thành phố nổi tiếng. Và trên này lái xe nó rất là mát, và đặc biệt mình có đi nhóm đông hay là có người lớn thì cái này là một cái điều kiện rất là vui, tại vì hầu hết mọi người ngồi im một chỗ và coi thôi hay là nghỉ mệt. Và mình đang bước vào downtown Miami nè mọi người. Một hồi xưa các khán giả có nhớ cái Space Shuttle mà nó đã bị nổ. Cái building này là để tưởng nhớ về cái Space Shuttle Challenger mà bị nổ vào mấy chục năm về trước, thì Khang sẽ bỏ cái năm nào. Đây là một cái hình tượng của cái Space Shuttle. Và cái building này đã được design bởi một người người Nhật, người Mỹ gốc Nhật. Ok, và xin chào cả nhà Nang. Và hôm nay là đặc biệt, hôm nay Khang đang có mặt tại Miami, downtown Miami, và đặc biệt là chỗ này gọi là Little Havana. Thì hôm nay mình đã tới đây rồi, thì Little Havana thì mình sẽ ăn thử Cuban cuisine, đồ ăn người Cuba. Thì bây giờ mình vào cái tiệm mà gọi là được lâu năm nhất tại Little Havana, đó là Vasali Cuban Cuisine, và mình sẽ review một vài món đó và coi ăn ra sao. Nói chung thì Khang thì lúc nào cũng rất là thích ăn đồ châu Á nhiều hơn, cho nên khi mà anh Khang suggest là đi ăn Cuban Cuisine là Khang cũng không có chắc nghĩ nó không ngon, mà để mình coi nó có surprise Khang hay không. Alright, let's go. Dạ, cái này là như là một Little Havana, là một khu thành phố của người Cuba và tị nạn Cuba. Đây là bên này mình có là Carrera Restaurant, cũng là Cuban cuisine. Và dưới đây cũng có rất nhiều tiệm đồ ăn người Cuban nè. Và đặc biệt cái chỗ này là chỗ đầu tiên, cho nên nó rất là đông người. Bây giờ hơi ít lại chút nhưng mà cũng còn đông. Chuẩn bị mình bước vào. Yeah, yeah, like me. Thì như là mình đã đoán, khi mình bước vào tiệm Vasali này thì mình sẽ cảm thấy một cái gọi là family feeling, ấm cúng của sự gia đình. Rất là nhiều người đem gia đình họ tới đây ăn. Và đồ ăn sẽ ra sao, xin khán giả tiếp tục theo dõi. Wow, cái này là một cái tên mà phải hard to live up to, là the world's most famous Cuban restaurant, là thế giới luôn nè. Thế giới Vasali, lần nữa Miami, Florida, từ năm 1971. Ok, mọi nhà nè, Mojito, vì Mojito là bắt đầu từ nước Cuba nè. Năm nay đặc biệt khác biệt với những cái Mojito là nó có nước mía, cây nước mía. Ok, thử nào. Giống như Mojito bình thường. Interesting, thế sao em? Giống như Mojito.
đi đồ bình thường mình order một cái tiệm khác, nhưng mà cái là vì mình đang ở tiệm chưa vào chưa bình chưa bình đi ăn phở, tiệm Việt Nam phải ăn phở. Đó là review đầu tiên rượu Mojito. Anything different than normal? You probably always drink Costco pina colada. We need the bowl. Wait, yes, yes, yes. I know, but we have to wait for a bowl bomb. And how much for that? We're hungry. Chiên ngon. Cái bột nó không có loại cũ. Anh đã Mai Khanh có thể chỉ đồ ăn nào nổi tiếng nhất ở đây không? Món cơm, món cơm. Ai cũng thích ăn cơm hết. Vậy alright, paella, see ya. Paella. No, ăn thử nè. Ok, khen sang cái cơm mình trước nè. Trước khi mình kia đồ kia. Em muốn ăn squid không? Danny cho squid. Squid? Đúng rồi. Nóng không? No, they're bringing out the wings. Mỗi dĩa là cỡ bao nhiêu? 17 đồng không? 16 đồng. 16 đồng. Mình là gì đây? Là heo heo quay hả? Heo quay của Cuban. Cuban. Dương. This is casserole. This is almost like the Apache. Ăn thử đi ngon không? Cái này đúng là genuine đồ ăn Cuban, cơm đậu và món ăn. Ok, số 1. Ok everybody, let's eat. Ngon không Johnny? Dạ. Yeah. Em ăn cái này hả? Johnny enjoying his food. Rất là ngon đấy mọi người. Ok, là recommend tới tiệm Vasali Cuban Cuisine tại thành phố Miami, là Little Havana. Ok, let's eat. Như là soup, soup seafood. Khoai mì này chắc số 1 phải. Khoai mì. Heo nấu bằng mỡ. Do they give you any sauce? Give me a loaf and heo. Very good.
review của tiệm ăn này. Ăn đồ Cuban gốc. Nhưng 80% là ngon. Nhưng mà sau đó hình như bị ớn rồi. Nên mà ăn cũng được khác biệt với những đồ ăn khác. Nhiều đậu, nhiều chuối. Ngon mà, I think it's mine. My friend is mine. Thăm mình chưa? Dương xong hết mà. The kid. Mike ăn hết. Johnny clean his plate. Johnny ăn hết sạch xương luôn. Nói chung highly recommended. Người nào muốn thử đồ Cuban này là số 1. Vì nó nổi tiếng đúng rồi. Nên là từ 1971. Ok, cái đó là tiệm ăn Cuban của Sally. Cuban cuisine. Sally. Sai, that's French. Rất là đông nè, giờ này khuya mà người còn ngồi nè. Mà các anh đưa ba đùi. Thánh ra, ok. Alright, quên một điều nữa nè, cái giá cả nó rất là rẻ. Không phải rất rẻ. Bình dân, bình thường, không có phải là mắc. Cho một cái tiệm nó rất là nổi tiếng mà giá cả nó bằng mười mấy đồng, 15, 16 đồng. Thì nó không có mắc nhiều lắm nha mọi người. Đó là một Sally ở tại Little Havana của tiểu bang Florida. Try it out. Thử nếu mà các bạn ở đây. Các em học sinh thân mến, các em có sẵn sàng để nâng các kỹ năng của mình lên mức cao hơn chưa? Hãy sẵn sàng đi, bởi vì học khu trung học Huntington Beach đang bổ sung thêm các lớp giáo dục kỹ thuật nghề hay CTE trong niên học tới. Cho dù em thích về kỹ thuật, y tế, kinh doanh hay các ngành nghề khác, đều sẽ có lớp ưa thích cho mỗi người. Các lớp CTE được thiết kế để cho học sinh có trải nghiệm thực tế trong đời sống. Hãy tận dụng cơ hội này để phát triển các kỹ năng đáng giá, giúp các em chuẩn bị cho sự thành công. Các lớp CTE sẽ khác nhau tùy vào các trường trong học khu. Em nhớ hỏi chuyên gia hướng dẫn của mình để xem các lớp nào được dạy ở trường em. Đừng bỏ mất cơ hội này để khám phá về các đam mê và tiềm năng của mình. Ok, và sau khi mình đã bước xuống chiếc Big Bus thì mình đã ghé thăm Bayside Mall. Cái này là một cái bến cảng mà mình có thể mình mua đồ ăn, mình có mua áo đồ souvenir. Và đặc biệt đây là nơi thứ hai mình sẽ ghé thăm để mình đi lên chiếc thuyền để thăm những ngôi nhà của người nổi tiếng. Let's follow us. Dạ, đây là một cái bến cảng của Miami. Những cái gì mà về cruise rồi là ở đây hết. Quý khán giả có biết rằng sau khi Florida được giao lại cho Vương quốc người Anh trong Hiệp ước Paris 1763 thì nó đã trở thành một nơi trú ẩn cho người nô lệ bỏ trốn và người Seminole và những người da đỏ. Khu vực này đã chứng kiến xung đột trong chiến tranh Seminole lần 2 1835-1842 khi lực lượng Mỹ cố gắng đuổi người Seminole ra khỏi vùng này. Và một cái lịch sử gọi là nhiều chiến tranh. Nhưng Miami bây giờ đã trở thành một thành phố nghệ thuật sôi động và có ảnh hưởng nổi tiếng với sự phát triển của cảnh nghệ thuật, các bảo tàng hàng đầu thế giới và các hoạt động văn hóa đa dạng. Wow, Miami thật là tuyệt vời. Và đặc biệt chỗ này mình có cái party dance cruises with DJ Caspar on board. Nó là một cái crew nó đi cùng theo với Big Party. Ok, cả nhà đang bây giờ mình đang bước đến cái cruise này là Island Queen Cruise. Wait, Johnny. He tends to forget stuff. Island Queen Cruise nè, cái này là Island Queen Cruise là một cái cruise mà nó sẽ cho mình
đi tìm hiểu về cái cảng, cái đảo những cái nhà nổi tiếng tại thành phố Miami nè. Bây giờ mình bước lên đây khán giả. Rất là mát, thoải mái. Chắc chắn này là một cái cruise mà đi vào những ngày nóng. Và cái cruise đây nè, mọi người thấy không? Và trong Thế chiến thứ hai thì Miami đã trở thành một trung tâm quân sự quan trọng, đặc biệt là nơi đào tạo và tập trung quân nhân. Sau chiến tranh thì nhiều cựu chiến binh đã định cư tại Miami và đã góp phần vào sự tăng trưởng và phát triển của thành phố. Đó là một trong những lý do mà Miami đã được nổi tiếng đến ngày hôm nay. Trong cái cuộc hành trình đi tàu để xem những nhà nổi tiếng, thì Khang cảm thấy mình rất là nhỏ đối với một cái thành phố lớn này. Rất là nhiều người nổi tiếng đang định cư ở đây. Những chiếc tàu rất là lớn, những người triệu phú, tỷ phú đã cùng có mặt cùng nơi với mình một lúc. Quý khán giả, kỳ này mình sẽ đi gặp những nhà người nổi tiếng nào đây? Xin khán giả tiếp tục đón xem video kế tiếp vào tuần kế tiếp. Và mình sẽ còn tiếp tục đi thăm và du lịch tiểu bang Florida. Có những gì khác biệt, những gì thú vị hơn nữa không? Xin khán giả hẹn gặp khán giả vào kỳ tới. Bye bye! Cái nhà Jackie Chan đó hả? Nhà đó là nhà Jackie Chan. Nhà có cái tàu màu đỏ hả? Là nhà của Jackie Chan đó mọi người. Jackie Chan ở tại Miami.